Xin chào, đây là Big 7 của Oro, một chương trình được lên sóng hàng ngày trên kênh bình luận viên Anchor Story, nơi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của các ông lớn tại kỳ Euro 2024 tới đây. Mới đây, một ngôi sao của Italia đã thừa nhận sự thật đáng buồn của đội nhà trong trận giao hữu quốc tế với Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua, trong khi đó đã lộ diện một ngôi sao sẽ bị loại khỏi danh sách đội tuyển Anh tại kỳ Euro sắp tới. Bên cạnh đó, các đội bóng khác cũng có những biến động vô cùng đáng chú ý bên ngoài sân cỏ. Hãy cùng đến ngay với Big 7 Euro ngày hôm nay nhé! Mới đây, một huấn luyện viên đã bị các khán giả nhà chỉ trích nặng nề sau khi sử dụng nhân sự không hợp lý, dẫn đến chấn thương của trụ cột đội tuyển Italia. Càng đáng nói hơn khi cầu thủ này đã chơi đầy ấn tượng mùa giải vừa qua và được coi là nhân tố chủ chốt của đoàn quân áo thiên thanh ở giải đấu sắp tới. Trong khi đó, một ngôi sao của Italia đã có những chia sẻ về màn trình diễn của đội nhà trong trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2023-2024 chỉ còn mang tính chất thủ tục, huấn luyện viên trưởng của Atalanta, ông Gianpiero Gasperini, vẫn sử dụng đội hình mạnh nhất với nhiều tuyển thủ quốc gia hoạt động cật lực suốt 90 phút. Tai nạn không may xảy ra với Giorgio Scavedi, trung vệ trẻ tài năng vào cuối trận. Tuyển thủ quốc gia Italia rời sân trong nước mắt vì chấn thương chẳng lành. Kết quả chuẩn đoán sau cùng cho biết Scavini tổn thương dây chằng chéo trước ở đầu gối trái, điều khiến anh chỉ có thể trở lại sân cỏ vào đầu năm sau. Ngay lập tức hàng ngàn chỉ trích đáng chú ý mà các Ultra Azzurri hướng về phía huấn luyện viên Gasperini. Một vài bình luận tiêu biểu có thể kể tới như lão già đó đang làm gì vậy? Giorgio đang làm gì trên sân vậy? Cậu ấy đáng lẽ phải được nghỉ ngơi. Một kẻ bảo thủ và phá hoại đích thực, đó là lý do tại sao chưa bao giờ tuyển quốc gia có đầy đủ hào thủ cho một giải đấu lớn. Hắn mong chờ gì ở trận đấu này khi mùa giải đã kết thúc? Giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho Euro 2024 chứng kiến Italia chạm trán với Thổ Nhĩ Kỳ ở Stadio Renato Dallara. Đó là một trận đấu có rất ít cơ hội, đặc biệt là trong 45 phút đầu tiên. Sau màn trình diễn có phần chậm chạp ở hiệp 1, Italia đã cải thiện đôi chút sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để nhà đương kim vô địch châu Âu chọc thủng lưới của đối phương. Hậu vệ Gianluca Mancini của AS Roma thừa nhận Cli Azzurri thiếu sắc bén trong trận giao hữu áp chót trước thềm Euro. Cụ thể, Man City chia sẻ với Rai Sport như sau: "Chúng tôi đã có 4 ngày tập luyện chuyên sâu để hoàn thành nhiều việc nhất có thể trong 45 phút đầu tiên. Cầu thủ hơi vụng về và không thể kết liễu ở hiệp đấu thứ hai. Sau màn trình diễn có phần ảm đạm trước Thổ Nhĩ Kỳ, Italia sẽ tìm cách trở lại với quỹ đạo trong trận đấu với Bosnia Herzegovina. Hai bên sẽ chạm trán vào chủ nhật tại sân vận động Carlo Castellani của Empoli." Mới đây, theo quyết định của huấn luyện viên Gareth Southgate, một ngôi sao trong đội hình đội tuyển Anh đã bị loại khỏi danh sách 26 cầu thủ tham dự Euro 2024 sắp tới. Trong khi đó, Gary Neville đã đưa ra quan điểm của mình về những cái tên trên hàng công của Tam sư tại chiến dịch Euro sắp tới. Báo chí Anh đã đồng loạt công bố James Maddison là cầu thủ đầu tiên bị loại khỏi đội hình đội tuyển Anh. Cầu thủ thuộc biên chế Tottenham có 7 lần góp mặt trong màu áo đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Maddison dính chấn thương giai đoạn cuối mùa giải 2023-2024 nên không thể hiện được bản thân trong các buổi tập quan trọng thời gian qua. Trong trận Anh thắng Bosnia Herzegovina 3-0 mới đây, Maddison vào sân thay Cole Palmer ở phút 61. Tuy nhiên, tiền vệ này không để lại dấu ấn đáng kể nào. Ngôi sao của câu lạc bộ Tottenham sở hữu nhiều điểm mạnh về lối chơi, tư duy và nhãn quan chiến thuật tốt, khả năng kiến tạo và ghi bàn theo kiểu một số 10. Ngoài ra, Maddison còn sở hữu kỹ năng sút phạt cực ổn. Đây là một dấu ấn đáng buồn khác trong sự nghiệp quốc tế của tiền vệ 27 tuổi này. Ở giải đấu lớn gần nhất tại World Cup 2022, Maddison dù cũng có tên trong danh sách sơ bộ nhưng đã bị gạt tên vào giờ chót tại giải đấu mà Tam sư vào đến tứ kết. Cho đến nay, cựu ngôi sao của Leicester chỉ có 7 lần khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ lần đầu được triệu tập vào năm 2019. Bất chấp mùa giải đột phá của Cole Palmer tại phía Tây London, Gary Neville nói rằng ngôi sao ở Chelsea sẽ phải ngồi dự bị cho Phil Foden và Bukayo Saka. Khi được hỏi về bộ ba tấn công của Tam sư ở giải đấu sắp tới, cựu danh thủ Man United chia sẻ: "Kane sẽ chắc xuất đá chính, thật khó để loại bỏ một cầu thủ đã đóng góp 44 bàn sau 45 trận cho Bayern Munich. Bellingham có lẽ chơi phía sau anh ấy ở vị trí số 10 trong sơ đồ ba tiền vệ, với Saka bên phải nơi anh ấy luôn chơi cho Arsenal và đội tuyển Anh. Foden là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và cậu ấy phải đá chính. Vị trí yêu thích của Foden có lẽ sẽ là vai trò trung tâm của Bellingham. Cậu ấy cũng có thể thích tấn công từ cánh phải hơn, giống như Saka. Anh có 3 cầu thủ thuận chân trái xuất sắc, trong đó có Palmer, nhưng Foden có thể sẽ đảm nhận vai trò cánh trái, điều mà đôi khi cậu ấy vẫn làm ở Man City. Tôi nghĩ Foden sẽ chơi bên cánh trái, cậu ấy sẽ được lựa chọn trước Palmer." Hơn một tuần nữa, Euro 2024 sẽ chính thức khởi tranh. Với tư cách là đội chủ nhà, đội tuyển Đức quyết tâm tạo dấu ấn đặc biệt bằng việc bước lên ngôi vô địch. Trước thềm giải đấu diễn ra, trung vệ Rudiger đã có những lời khuyên đến các đồng đội để chuẩn bị cho 3 trận đấu vòng bảng sắp tới.
Trung vệ Antonio Rudiger cho rằng tuyển Đức nên học hỏi tinh thần của câu lạc bộ Anh đang khoác áo nếu muốn vô địch Euro 2024. Cụ thể, trung vệ 31 tuổi chia sẻ khi lên hội quân ngày 5 tháng 6, câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia có những vấn đề khác nhau, tuy nhiên chúng tôi có thể học hỏi bản năng sát thủ mà Real đã thể hiện ở mùa giải vừa qua. Rudiger là nhân tố quan trọng trong đội hình Los Blancos đoạt siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và Champions League ở mùa giải 2023-2024. Vài ngày sau khi cùng câu lạc bộ đánh bại Dortmund ở chung kết Champions League ngày 2 tháng 6, trung vệ sinh năm 1993 về tập trung cùng tuyển Đức để chuẩn bị cho kỳ Euro diễn ra trên sân nhà. Ngày 4 tháng 6, những cỗ xe tăng gây thất vọng khi để Ukraine cầm hòa không đều ở trận giao hữu trên sân Mark Molok. Đội chủ nhà dứt điểm tới 27 lần nhưng không thể ghi bàn do chưa kịp hội quân, Rudiger và Kroos không có mặt. Tuy nhiên, cựu trung vệ Chelsea vẫn theo dõi đồng đội thi đấu và cho rằng tuyển Đức chơi tốt. Các nhà tổ chức và đội tuyển Đức đang hy vọng sẽ khơi dậy làn sóng cuồng nhiệt trong người dân, tương tự như kỳ World Cup 2006 ở quốc gia này được mệnh danh là câu chuyện cổ tích mùa hè. Nhưng cho đến nay, một số công dân ở Đức có vẻ không bị thuyết phục. Theo kết quả cuộc thăm dò do đài truyền hình công cộng ARD thực hiện, 43% rất quan tâm đến sự kiện này, trong khi 28% khẳng định ít quan tâm. Bên cạnh việc ít quan tâm đến giải đấu, người Đức cũng lo lắng về an ninh trong suốt giải đấu, với 42% lo ngại hoặc rất lo ngại về an ninh và chỉ có 14% là ít lo ngại. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết quốc gia này đang tăng cường an ninh trước khi bắt đầu sự kiện để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng từ các tổ chức khủng bố, cá nhân bạo lực và các cuộc tấn công mạng. Bà Nancy Faeser dự kiến sẽ có 2,7 triệu người đến xem trận đấu tại các sân vận động trên khắp đất nước và khoảng 12 triệu người đến khu vực dành cho người hâm mộ để xem ngoài trời. Tuy nhiên, những lo ngại về an ninh đã gia tăng sau một loạt vụ tấn công trong những tháng gần đây. Vào rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã có trận đấu giao hữu quốc tế khi tiếp đón cầu thủ Luxembourg. Trước một đối thủ dưới cơ hơn rất nhiều, nhà Á quân thế giới đã không quá khó khăn để được hưởng niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, họ cũng đã phải trả giá khá đắt ở chiến thắng này bởi một trụ cột nơi hàng phòng ngự đã gặp vấn đề chấn thương sau trận đấu. Rạng sáng nay, những nhà Á quân thế giới Pháp đã có trận giao hữu đầu tiên để chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024. Chỉ phải gặp một đối thủ khá yếu như Luxembourg, đoàn quân của Didier Deschamps đã có cho mình một chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0. Le Bleu đã vùng lên ngay từ những phút đầu tiên và tấn công tương đối dồn dập. Tuy vậy, phải đến tận phút 43, cú đánh đầu của Kolo Muani từ đường tạt vào của Mbappe mới giúp cho những chú gà trống Gô Lòa có được bàn mở tỷ số. Ở hiệp thi đấu thứ hai, mặc dù đã thay tương đối nhiều cầu thủ vì mục đích thử nghiệm đội hình, Pháp vẫn giữ được cho mình khả năng kiểm soát thế trận tuyệt vời. Với đầu tàu trong mọi đợt tấn công là cái tên quen thuộc Kylian Mbappe, Le Bleu lại tiếp tục có cho mình thêm hai bàn thắng để kết liễu trận đấu này. Đặc biệt, đội trưởng 25 tuổi tiếp tục góp dấu giày vào cả hai pha lập công, bao gồm thêm một đường kiến tạo và tình huống tự mình phá lưới đối phương. Có thể nói đây là sự chuẩn bị không thể tuyệt vời hơn dành cho tuyển Pháp và cá nhân Mbappe trước khi hành quân đến nước Đức. Mặc dù đã có một chiến thắng khá áp đảo trước Luxembourg, tuy vậy huấn luyện viên Deschamps đã phải nhận một thông tin không mấy vui vẻ khi Upamecano gặp chấn thương và không thể thi đấu trong hiệp 2. Trung vệ của Bayern Munich đã thi đấu khá tốt trong trận đấu này khi được đá cặp cùng với người đồng đội quen thuộc Konate. Trong trường hợp cầu thủ này không thể kịp bình phục trước ngày khai mạc của Euro 2024, Didier Deschamps sẽ phải tính toán rất kỹ để chọn người đá cặp với trung vệ của Liverpool. Lúc này, Le Bleu vẫn còn đang sở hữu khá nhiều cái tên chất lượng cho vị trí này như Saliba, Koundé, thậm chí là cả Pavard. Tuy vậy, trung vệ của Arsenal có vẻ như đang không nhận được quá nhiều sự tin tưởng từ phía ông thầy của mình, bất chấp vẫn có một phong độ cực cao mùa giải vừa qua. Đội tuyển Pháp sẽ có trận đầu tiên tại Euro vào ngày 17 tháng 6 gặp đối thủ Áo. Từ giờ đến lúc đó, họ vẫn sẽ có thêm vài trận giao hữu nữa nhằm thử nghiệm những con người còn lại để có cho mình được một đội hình ưng ý nhất. Euro 2024 đang chuẩn bị đến gần. Lúc này, tất cả các đội tuyển đều đang cố gắng chuẩn bị cho mình lực lượng tốt nhất để hướng tới giải đấu trên đất Đức. Hà Lan cũng không nằm ngoài guồng quay tất bật này và thậm chí họ đang có ý định sử dụng thủ môn có thể gọi là trẻ nhất tại Euro sau 60 năm. Trong khi đó, câu lạc bộ màu da cam cũng đã có những sự chuẩn bị cuối cùng để bước vào trận giao hữu với Canada vào rạng sáng mai. Euro 2024 đang chuẩn bị đến gần. Lúc này, tất cả các đội tuyển đều đang cố gắng chuẩn bị cho mình lực lượng tốt nhất để hướng tới giải đấu trên đất Đức. Hà Lan cũng không nằm ngoài guồng quay tất bật này và thậm chí họ đang có ý định sử dụng thủ môn có thể gọi là trẻ nhất tại Euro sau 60 năm. Bart Verbruggen, thủ thành trẻ thuộc biên chế của Brighton, đang dần trở thành phương án số 1 trong mắt huấn luyện viên Ronald Koeman. Phát biểu về điều này, người gác đền 21 tuổi này chia sẻ, việc được bắt chính tại một giải đấu lớn như này tất nhiên là rất tuyệt vời rồi. Euro đã luôn là giấc mơ của mọi cầu thủ từ khi còn là một cậu bé, và tôi chắc chắn cũng đã nằm trong số đó. Giờ đây cơ hội đó đang là rất rõ ràng. Chính vì vậy tôi đang cảm thấy cực kỳ háo hức và sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên được hít thở bầu không khí cuồng nhiệt tại giải đấu này.
Nếu ra sân bát chính trước đội tuyển Ba Lan ở trận mở màn, Verbruggen sẽ chính thức trở thành thủ môn trẻ nhất bát chính tại Euro kể từ sau Iriba năm 1964. Đội tuyển Hà Lan chuẩn bị cho Euro 2024 bằng trận giao hữu với Canada vào tối thứ Năm. Đội bóng có biệt danh là Orange mong muốn có một chiến thắng để nâng cao tinh thần sau chuỗi trận không mấy khả quan hồi tháng 3. Huấn luyện viên Ronald Koeman đang mang trên mình trọng trách dẫn dắt Hà Lan với mục tiêu chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 36 năm. Cựu huấn luyện viên của Barcelona đã chọn đội hình 26 người tham dự giải, bao gồm những cái tên tốt nhất như Van Dijk hay Xavi Simon. Câu lạc bộ da cam và Canada chưa gặp nhau trong 3 thập kỷ qua và lần gần nhất Hà Lan đã thắng 3-0 tại Toronto năm 1994. Canada hiện đã khác biệt nhiều so với trước khi vừa có lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup. Canada với dưới sự dẫn dắt của Jesse Marsh, cựu huấn luyện viên của Leeds United và RB Leipzig, đội tuyển này đã có 6 chiến thắng trong 12 trận. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó đều là các trận đấu tại khu vực Bắc Mỹ. Vì thế, cuộc đối đầu này chính là cơ hội hiếm hoi để Canada đối đầu với một đội bóng tại châu Âu. Vào rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã có một trận đấu giao hữu quốc tế khi đối đầu với Andorra. Trước một đối thủ dưới cơ hơn khá nhiều, đội bóng xứ sở bò tót đã không quá khó khăn để giành chiến thắng. Đáng chú ý là ở trận đấu này, đã có một ngôi sao lập cho riêng mình một cú hat-trick chỉ trong vòng 20 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Sau những đội tuyển lớn đã thi đấu ngày hôm qua như Bồ Đào Nha và Ý, thì hôm nay Tây Ban Nha cũng đã bắt đầu có cho mình trận giao hữu đầu tiên để chuẩn bị cho kỳ Euro diễn ra trên đất Đức. Và có vẻ như La Roja đã có cho mình một màn khởi động tương đối tương bừng với chiến thắng 5 sao trước Andorra. Những người ghi bàn cho đội tuyển xứ đấu bò chính là Ayore Perez, Ferran Torres và đặc biệt là cú hat-trick siêu hạng của Mikel Oyarzabal. Đây là một tín hiệu cực tốt dành cho đội bóng này khi hàng công của họ đang vận hành rất trơn tru và sở hữu nhiều ngòi nổ có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. Chiến thắng này đã tạo được một đà tâm lý cực kỳ hưng phấn cho đoàn quân của De La Fuente trước khi tiến tới Euro 2024. Tây Ban Nha sẽ còn một trận giao hữu nữa với Bắc Ireland vào Chủ nhật tới và trận mở màn của Euro sẽ là gặp đối thủ Croatia ở bảng B tử thần. Trong chiến thắng giòn giã trước Andorra của Tây Ban Nha, ngoài sự tỏa sáng của những cái tên quen thuộc như Oyarzabal và Ferran Torres, màn trình diễn đầy chững chạc của Pau Cubarsí cũng chính là một điều đáng khích lệ. Trung vệ trẻ của Barcelona không chỉ thể hiện được một sự chắc chắn thường thấy mà còn có cho mình được pha kiến tạo đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chính pha dọn cỗ này cũng đã giúp cho cầu thủ 17 tuổi trở thành cầu thủ trẻ thứ hai kiến tạo cho một trận đấu của đội tuyển xứ bò tót. Thành tích này chỉ đứng sau duy nhất người đồng đội tại câu lạc bộ xứ Catalan là Lamine Yamal. Pau Cubarsí mới chỉ được đôn lên đội 1 từ La Masia từ mùa giải năm nay nhưng anh đã thể hiện được một phong cách chơi khá trưởng thành và thậm chí còn chiếm luôn một suất đá chính trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Xavi. Kỳ Euro sắp tới sẽ là giải đấu lớn đầu tiên ở cấp độ đội tuyển trong sự nghiệp còn non trẻ của cầu thủ này. Chính vì vậy, Pau Cubarsí sẽ rất cố gắng để có thể khẳng định được bản thân, đưa tên tuổi của mình vươn ra toàn châu Âu. Sau chiến thắng tưng bừng trước Phần Lan vài ngày trước, Bruno Fernandes đã nhận được những thông tin tích cực từ các khán giả nhà. Trong khi đó, siêu sao Cristiano Ronaldo đã có những phát biểu trước khi hội quân cùng các đồng đội tại đội tuyển Bồ Đào Nha chuẩn bị cho Euro 2024 sắp tới. Trong trận giao hữu hôm qua với đối thủ là Phần Lan, mặc dù chưa có được sự phục vụ của đội trưởng Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn có được cho mình một chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 4-2. Đặc biệt, một nửa số bàn mà đội tuyển ở bán đảo Ibaria ghi được lại đến từ một cái tên quen thuộc, Bruno Fernandes. Sau màn tỏa sáng rực rỡ này, tiền vệ của Manchester United đã nhận được vô số lời khen ngợi đến từ truyền thông nước này. Theo đó, trên mạng xã hội X, fanpage chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha mô tả Bruno một cách ngắn gọn, Bruno vĩ đại. Tờ Bola Narede thì viết, quả bóng như trở nên uyển chuyển mỗi khi chạm vào đôi chân của đội trưởng Quỷ Đỏ, thật sự không thể tin được. Cầu thủ này thậm chí còn không hài lòng với bàn thắng đầu tiên, nên anh đã ghi tiếp bàn thắng thứ hai để ấn định kết quả. Những ai chỉ xem duy nhất hiệp 1 và có suy nghĩ rằng Bruno Fernandes nên được xếp vị trí nào ở trong đội hình chính đây. Và thế là câu trả lời đã được đưa ra một cách không thể hoàn hảo hơn. Và tất nhiên rồi, nhắc tới đội tuyển Bồ Đào Nha mà không nói về cái tên Cristiano Ronaldo thì thực sự là một điều lãng phí. Cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử của đất nước này đã đăng một thông điệp ẩn ý trên Instagram trước khi hội quân của các đồng đội cho chiến dịch Euro 2024. Theo đó, story trên Instagram cho thấy một mảnh giấy ghi dòng chữ ba khía cạnh của thực tế, đau khổ, bất định và làm việc chăm chỉ. Phía trên còn có một hình trái tim được Ronaldo thêm vào. Euro mùa hè năm nay sẽ là giải đấu quốc tế thứ 12 của Ronaldo khi anh cố gắng dẫn dắt Bồ Đào Nha đến lần thứ 2 có được danh hiệu này. Cựu cầu thủ Real Madrid đã ghi được 128 bàn thắng trong 206 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Euro 2020. Chân sút đang thuộc biên chế của Al Nassr có thể sẽ bỏ lỡ các trận giao hữu của đội tuyển gặp Croatia và Ireland lần lượt vào các ngày 8 và 11 tháng 6, nhưng nhiều khả năng sẽ góp mặt trong trận ra quân gặp Cộng hòa Séc vào ngày 18 tháng 6.
Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các ông lớn tại Euro 2024 được chúng tôi cập nhật xuyên suốt 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các số Big 7 Euro tiếp theo trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân Story.